Ở tuổi U80, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy được trao giải thành tựu trọn đời, giải thưởng Đào Tấn. Kính thưa quý khán thính giả, tối qua ngày 22 tháng 9 tại Hà Nội, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã được trao giải thành tựu trọn đời sáng tạo nghệ thuật và cống hiến phục vụ nhân dân của giải thưởng Đào Tấn. Và sau đây, xin được chúc mừng và trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy lên sân khấu nhận giải thưởng. Kính thưa quý khán thính giả, giải thưởng Đào Tấn do Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc kết hợp với tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức được khởi xướng từ năm 2000. Giải thưởng Đào Tấn là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân có tác phẩm sân khấu, văn học, hội họa, âm nhạc xuất sắc, có đóng góp tích cực cho tiến trình giao lưu, hội nhập văn hóa đất nước trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống. Sau một thời gian dài thêm xét, tham khảo ý kiến các văn nghệ sĩ và nhà lý luận phê bình có uy tín cao, hội đồng đã thống nhất trao giải thưởng cho 11 cá nhân, 5 vở diễn của 5 đơn vị sân khấu chuyên nghiệp và 2 đoàn tuồng bán chuyên nghiệp. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy là một tên tuổi của làng cải lương Việt Nam. Từ năm 16 tuổi, bà đã đoạt giải thưởng Thanh Tâm, một giải thưởng danh giá dành cho những tài năng cải lương. Tính đến nay, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã có hơn 60 năm cống hiến cho nền nghệ thuật cải lương nước nhà. Qua bao biến thiên dâu bể của cuộc đời và nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vẫn là một cô đào ngoại hạng với giọng hát kim pha thổ trời cho có một không hai, luôn giữ cách ca diễn mộc mạc chân phương và lối sống bình dị, dân dã như một người dân Nam Bộ bình thường, không có gì thay đổi được. Sự hâm mộ bất chấp thời gian và thay đổi thời cuộc của công chúng mọi miền đất nước dành cho nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy có lẽ là vì những vẻ đẹp của sự thủy chung, gan gốc gần như độc nhất vô nhị này. Hiện nay, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vẫn tham gia các chương trình biểu diễn phục vụ công chúng khắp nơi và dành nhiều thời gian đi làm từ thiện trên khắp đất nước. Đêm nay, bà có mặt trong lễ trao giải của chúng ta, còn sáng sớm ngày mai, bà và bạn bè của mình sẽ tạm biệt thủ đô Hà Nội lên Lào Cai để trực tiếp giúp đỡ đồng bào mình đang trong cơn hoạn nạn. Nhà báo Nguyễn Thế Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Tổng biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng Đào Tấn cho biết. Chia sẻ với phóng viên về cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy bày tỏ: khi nhận được giấy mời ra Hà Nội nhận giải thưởng Đào Tấn, tôi cũng bỡ ngỡ và có chút hoang mang, không biết có đúng sự thật hay không. Tôi phải gọi điện ra cho ban tổ chức hỏi lại thì mới dám tin. Biết mình được trao giải thành tựu trọn đời của giải thưởng Đào Tấn, tôi xúc động lắm. Tôi không ngờ trước khi rời xa sân khấu lại nhận được giải thưởng cao quý như thế này. Từ hôm nhận được giấy mời đến hôm nay ra nhận giải, tôi luôn trong trạng thái lâng lâng, vừa mừng vui, vừa hồi hộp, bất ngờ. Tôi không nghĩ là những năm tháng cuối đời rồi mà còn nhận được giải thưởng lớn như thế này. Theo nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, bà gắn bó với sân khấu nói chung, nghệ thuật cải lương đến nay đã hơn 60 năm. Trong 60 năm đó, bà không thể nhớ nổi mình đã đóng bao nhiêu vở diễn, bao nhiêu vai diễn. Bà chỉ nhớ ngày xưa, cứ vài tháng bà lại đóng một vai chính trong một vở diễn lớn. Trước năm 1975, tôi có nhiều vở cải lương cổ trang được khán giả nhớ đến như Đêm lạnh chùa Quan, Máu nhộm sân chùa, Đưa em về Tây Hạ. Sau năm 1975, tôi may mắn có nhiều vở tâm lý xã hội, Đời cô lụ, Tô Ánh Nguyệt. Nhất là vai Tô Ánh Nguyệt,
khán giả nhớ đến rất nhiều. Tôi nhớ có lần biểu diễn vở này ở Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, khán giả xem xong khóc sướt mướt, xong chạy ra hậu trường trách tôi, tại tôi mà họ khóc sưng cả mắt. Và không chỉ nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy mà con trai của bà là ca sĩ Dương Đình Trí cũng được trao giải Người kiến tạo chương trình nghệ thuật xuất sắc. Ca sĩ Dương Đình Trí với 15 năm sáng lập và đạo diễn sáng tác kim ca sĩ đã đưa chương trình nghệ thuật Bước chân hai thế hệ trở thành một món ăn tinh thần cho khán giả trong và ngoài nước thưởng thức. Chương trình được ký hợp đồng phát sóng 52 tập liên tục trong năm 2023, được VTV4 mua lại nội dung để phát sóng. Kính thưa quý khán thính giả, sau khi nhận giải Đào Tấn sáng ngày 21 tháng 9, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã cùng một công ty du lịch lên vùng bị lũ lụt gồm Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Ninh để trao quà và hàng hóa cứu trợ cho các hộ dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã gắn bó với việc làm từ thiện suốt nhiều năm qua. Hàng năm vào mùa giỗ tổ sân khấu, bà đều gửi tiền ủng hộ các đoàn cải lương hát bội nghèo ở miền Trung. Dịp Tết, bà cũng tổ chức trao quà tiền cho các anh chị em nghệ sĩ nghèo, bệnh tật nói chung và đoàn Kim Chung Cũ nói riêng. Trước đây, bà cùng nghệ sĩ nhân dân Minh Dương tổ chức chương trình Sân khấu vàng. Tất cả doanh thu từ chương trình này bà dùng để xây nhà cho bà con nghèo ở miền Tây Nam Bộ. Tổng số nhà mà bà đã tặng là khoảng 40 căn. Ở tuổi 76, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vẫn còn sức khỏe để đi hát đều đặn. Hầu như tất cả các chương trình cải lương vinh danh nghệ sĩ lừng lẫy một thời đều mời bà. Hàng tuần, bà vẫn còn trình diễn ở các hội chợ lớn hoặc các chương trình truyền hình. Kính thưa quý khán thính giả, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vào nghề từ năm 13 tuổi, bà có giọng hát kim pha thổ rất đặc thù và lối diễn xuất duyên dáng mặn mà. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, bà từng hát cặp với các kép tài danh như Minh Phụng, Minh Dương và gây tiếng vang lớn. Bà được báo chí ưu ái đặt cho biệt danh Cô Đào Ngoại Hạng. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa chia sẻ đến quý khán thính giả bản tin nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy được vinh danh tại giải thưởng Đào Tấn. Xin chúc mừng cô nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, chúc mừng ca sĩ Dương Đình Trí. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý theo dõi bản tin. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy được trao giải thành tựu trọn đời, giải thưởng Đào Tấn 22 tháng 9 tại Hà Nội.